Vâng thưa quý vị, từ đây chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục đầu tiên trong buổi trình báo cáo ngày hôm nay, giải ba của giải lân địa vũ. We'll be right back.
Cùng đến với phần biểu diễn của đội Lân Sư Đồng Hào Dũng Đồng Tháp. Với tiết mục đoạt giải 3 của nội dung thi Lân Địa Vũ trong mùa giải năm nay, với bài biểu diễn Kim Sư Hóa Kiều Liên Tự Gia tại cầu Thực Ngư. Thưa quý vị, đây là phần biểu diễn báo cáo đầu tiên của chúng ta cùng đến với phần biểu diễn của đội Lân Sư Đồng Hào Dũng Đồng Tháp, tiết mục đạt giải 3 đội dung thi Lân Địa Vũ trong mùa giải năm nay, với bài biểu diễn Kim Sư Hóa Kiều Liên Tự Gia tại cầu Thực Ngư. Good.